Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video so sánh ba cái tay cầm nha. Thì các bạn xem kênh mình chắc các bạn cũng đã biết ba cái tay cầm này rồi. Thì đây, thứ nhất, đó là cái tay cầm có trong cái con quay mới như cô đây. Và đây là tay cầm xuất hiện trong phim Nado 5, phần ngoại chuyện về con quay hợp thể nha. Tiếp theo đó là một cái tay cầm. Thì cái tay cầm này nó giống như mấy cái tay cầm của mấy con quay Nado 5 dòng tiêu chuẩn ấy. Nhưng mà nó chỉ khác màu thôi, với lại con này là trong suốt. Cái tay cầm này mình mua cái bộ thần phong nhấp chiến hợp thể ánh sáng nha, tóc coi. Tiếp đó nó là cái tay cầm này. Đây là tay cầm chính trong Nado 5 phần 1 nha. Và bộ này mua mấy cái con quay mà dòng 5 và dòng 4 thì mới có nha. Hoặc là dòng 7 cũng có, nhưng mà là dạng trong suốt. Thì bây giờ bắt đầu chủ đề chính nha. Thứ nhất, mình so về cảm giác cầm nắm nha. Theo mình thấy thì cái tay cầm này là cảm giác cầm nắm của nó không được tốt, nó không có vừa tay cho lắm, bởi vì cái tay cầm này nó hơi ngắn, với lại nó kiểu như là hơi gần so với cái tay mình, cho nên cảm giác cầm nắm không tốt lắm. Tiếp đến đó là cái tay cầm này, tuy cảm giác cầm nắm nó có ổn hơn, nhưng mà nó không có cái xoay 180 độ. Khi chúng ta xuất chiêu ngược thì phải quay ngược lại như vậy. Còn cái tay cầm này thì không xuất chiêu được nha, bởi vì khi quay ngược lại nó rất là khó quay luôn, khó cầm luôn. Tiếp theo đó là cái tay cầm mà cho cảm giác cầm nắm tốt nhất, theo mình thấy là vậy. Bởi vì nó có cái chỗ mà để ngón tay vào, và nó có thể là xoay 180 độ luôn, cho nên khi cần quay ngược con quay thì cũng dễ dàng hơn. Thứ hai, mình sẽ so sánh về cảm giác kéo nha. Con quay này thì dây hơi ngắn, kéo nó không được sướng tay cho lắm. Cái tay cầm này thì cảm giác kéo thì có ổn hơn, nhưng mà cách tiếng nó kêu lớn lắm, kiểu như nó không được chắc chắn cho lắm. Cái tiếng nó không hề ổn. Tiếp theo đó là cái tay cầm này, bởi vì dây nó đủ dài cho một cái cảm giác kéo mà nó sướng hơn, sướng tay hơn. Thứ ba, mình sẽ so về dây kéo nha. Thì cái tay cầm này có một cái dây kéo khá là ngắn, khoảng 25 cm thôi, cho mình đo nó là vậy. Còn cái tay cầm này thì dài hơn một tí, chắc là tầm 28 cm thôi. Tiếp đến đó là cái tay cầm này. Thì cái tay cầm này có cái dây dài hơn rất là nhiều, khoảng 38 cm lận. Thứ tư, mình sẽ so về cảm giác khi kéo quay nha. Đây nè, thì cái tay cầm này nó cho một cái cảm giác mà kéo nó rất là cứng tay ấy, và lại dễ đụng vô con quay nữa.
Tiếp theo đó là cái tay cầm này, nó cho một cái cảm giác tốt hơn, nhưng mà nó hơi bị rung ấy. Rồi thấy tiếng nó hơi bị lớn, tốc độ quay có ổn định hơn, còn con quay này thì tốc độ kéo quay nó rất là yếu yếu hơn. Tiếp theo đó là tay cầm này, nên nó có một cái dây kéo dài hơn, nhưng mà cảm giác tốt sẽ ổn hơn và nó sẽ rung ít hơn. Tiếp theo mình sẽ so về cái nút mà thả quay nha. Cái nút này nó phải nhấn hơi mạnh, mới thả được quay. Tiếp theo là tới tay cầm này, các bạn có thể nhấn một cái hoặc là hai cái cũng được. Tóm lại thì tay cầm này cũng cho một cái cảm giác kéo quay rất là tốt. Cuối đến đó là tay cầm này. Mặc dù chỉ kéo được một bên, nhưng mà cảm giác mà nó bấm vô đó, nó ổn thật. Bài test tiếp theo, nhằm bài so sánh tiếp theo, mình sẽ so về độ mạnh khi kéo quay nha. Ở đây là một cái bài so sánh dựa trên cảm nghĩ của mình nha. Và mình phải kéo nó rất là nhiều lần thì nó mới nhanh và mạnh được đối với cái tay cầm này. Còn cái tay cầm này thì đối với tay cầm này thì mình kéo có 5 lần là cảm thấy nó rất là mạnh rồi. Còn đối với cái tay cầm này thì mình kéo tới lần thứ 3 là cảm thấy nó rất là mạnh rồi. Bài test tiếp theo, mình sẽ so sánh về thời gian quay của các tay cầm nha. Mình sẽ sử dụng con quay này, mà chỉ sử dụng con quay phía dưới thôi, không tính quay phía trên. Và mình để cái điện thoại ở đây, mình sẽ test tấm, mình sẽ bấm giờ nha. Đầu tiên là cái tay cầm này,
Vậy là với tay cầm này thì nó quay được 2 giờ 33 giây, nhầm, 2 phút 33 giây. Tiếp theo là tới cái tay cầm này. Vậy là với cái tay cầm này thì nó kéo được, nó quay được 2 phút 30 giây. Cuối cùng đó là với cái tay cầm này. Vậy là với cái tay cầm này thì nó quay được tới tận 2 phút 52 giây lận. Bài so sánh cuối cùng sẽ là bài so sánh chơi đấu quay nha. Mình cho chiến binh thần kiếm của Naruto 5 đấu với chiến thần hộ pháp S của Naruto 3 bằng 3 cái tay cầm khác nhau. Và trận này thì chiến thần hộ pháp S có vẻ nhỉnh hơn, thì dừng lâu hơn 1 giây. Vậy là với cái tay cầm này thì hòa. Tiếp theo sẽ là cái tay cầm này. Sợ đánh nhau quay luôn các bạn đâu ấy. Và với cái tay cầm này thì con quay thua nha.
hoặc là cũng có thể là do chiến thần hộ pháp S quá mạnh. Lần tiếp chuyển tiếp theo mình chơi đấu với cái tay cầm mạnh nhất này. Và trứng này thì chiến binh thường kiếm thôi nha. Và video của mình đến đây là kết thúc. Và đây cũng là một cái bài so sánh vui thôi nha, không có ý gì hết. Tóm lại thì ba cái tay cầm này mình thích nhất là cái tay cầm này, nó kéo mạnh. Còn cái tay cầm này thì phải mua mấy con quay mà đắt tiền thì mới có. Cái này thì mua mấy con quay dòng tiêu chuẩn là có rồi. Còn cái này thì mua mấy con quay mà chung chung hoặc là dòng cao cấp cũng có. Tóm lại thì con quay này thôi cũng có thể một phần là do con quay này quá mạnh nữa. Và thôi, video của mình đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ hãy nhớ like, share video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký nha.